Vâng. Thế bằng thứ hai, up lên cao và thả nhẹ xuống chéo tay như thế này. Đó là tay cầu bây giờ đối với hông, mở chân trái, đánh hông qua trái hay là vùng xuống. Ok, tiếp theo mình đổi sang phải. Và đối nước qua trái, để tay xuống, bật về chân lên up. Bây giờ mọi người sẽ bật nhảy chân trái và đặt chân bạn xuống như thế này. Lại 5, 6, 7, mở chân trái, nắm, đổ về trái, bật về và thẳng. Tiếp theo, mọi người dần chân phải, dần chân trái để hoàn thành nốt nhịp 7, 8. Để vào động tác tiếp theo này, mọi người bước chung đi chân phải xuống, đồng thời tay kéo. Thế các bạn đã sau mình như bắn hung lên nhá. Kéo này, bước xuống. Bây giờ đẩy tay phải lên cao, đổi tay phải đang ở phía sau này, để lên trước như thế này. Thì chân phải mới đang ở phía sau, để theo tay dừng. Khi dừng ở đây, bạn sẽ phải đầu gối xuống để đánh như thế này. Động tác tiếp theo, tay phải mời mở cánh tay ra phía bên ngoài, tay trái mở ra đằng mình mở này. Tiếp theo này, đổi về dáng này, và sau đó kéo ra. Đó là cái tay nhá, một này, hai này, kéo ra. Ok, còn với hông thì người sẽ đánh hông phải ra, đánh hông phải, rồi cung chân phải về, đánh hông trái, và bây giờ kéo hông trái về. Ok, làm vậy nhá, kéo cung này, cung lên, dừng, đẩy hông phải, cung chân về đẩy hông trái, và kéo hông trái về. Ok, động tác tiếp theo, hai tay song song kéo xuống, sau đó người sẽ đẩy tay phải lên trước của mình. Yeah, đó. Ok, sau đó đẩy tay trái ra. Rồi còn đối với chân, mọi người sẽ nhún xuống, nhún và sau đó đặt nhẹ cái chân trái thẳng, tay nắm chân kia và tiếp theo đổi thẳng. Ok, và sau đó đưa tay về để chuẩn bị động tác tiếp theo. Và khi bây giờ thì mình sẽ nối hai lần tám vào đằng trước của bạn dùng cái động tác này nhé. Để không nhẹ chân trái này, nắm này, vung về hạ xuống, di chuyển chân, én kéo cung phải, cung lên, dừng, mở hông phải, lên hông trái, kéo hông về, đập, bật, bật, đẹp. Ok, động tác tiếp theo. Bây giờ các bạn sẽ tập chân trước của mình ha. Bước chân phải lên thì mở gót chân, bước chân trái thì mở gót chân phải. Ok, sau đó thì là xoay về. Tiếp theo bước chân phải thì mở gót chân trái. Xoay về, em, xoay về, em, xoay về. 5, 6, 7, bước chân trái trước, mở, về, em, mở, về, mở, về, em, mở, về, ok. Reset, và sẽ tập thêm nha. Reset, 5, 6, 7, chân trái lên, mở, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. Sau khi tập được với chân rồi, bây giờ tay ha, các bạn dùng tay phải đấm vòng lên trước, giống như xoay tròn ở cái phần tay này, tay phải ha, xoay hai vòng, sau đó thì đập hai vòng nhẹ nhàng, sau đó mở ra như này, tổng cộng là 4 nhịp ha. Kết hợp với chân 5, 6, 7, đi chân trái lên 1, and 2, and đấm, ok. Là xong cái bài tập vừa rồi thì mọi người sẽ thả tay xuống và vung xuống dưới này, đi qua trái. Theo một vòng là vung xuống dưới từ phải qua trái, vung em ngược. Ok, đồng thời bạn sẽ nhảy, bật nhảy chân phải lên, bật đặt về và đặt về. 5 6 7 8 vung bật em thẳng, 5 6 lại nhét bật phải chậm về. Ok, động tác tiếp theo, mở hai tay xuôi xuống dưới, đưa lên đây thì mọi người sẽ bước chân phải lên trên, mọi người đánh hông, đánh hông hông như thế này, đánh hông ngang ra. Khi là bước chân trái và lại được đưa lại về, 5 6 7 đáp phải này, bước theo về. Ok, và tự tác theo mình sẽ up để vào 1 2 3 4. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối lại với động tác trước nhá. Cái khó trước luôn đi, cái này đi. 5 6 7 đi lên nhé, 1 em 2 em 3 em 4 bật chân phải em và thắt bên chân phải lên và đạp về. Tiếp tiếp theo mình sẽ đưa tay lên cao và sau đó thu chậm rãi như này về và đánh tay phải lên trên như thế này. Ok, còn đối với chân tay up
đồng thời xoay cái chân tay phải trên cao cho xuống 1 và đặt cái kết đầu người đưa chân này 1 và cái này giữ vặn một người đặt xuống hai đầu gối xuống người dán như này thôi. Tiếp theo mở tay phải mở chân phải về thẳng dựng lên trên ở kết chân phải bên phải hết đưa chân trái lên này chéo tay người chỉ thọ xuống đi để thọ xuống. Tiếp theo mình về dán chân lên thế này từ trên cao người lượn xuống một vòng cung ha, sau đó chúng ta phải chỉ lên cung chân về đồng thời về dáng như sau và hạ tay xuống. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối các từ đầu đến cuối thật là chậm. 5 6 7 không có nhịp đi nắm nắm để trá em về bật xuống đi chuyển chân em kéo cung này lên dừng về hông phải về hông trái kéo ra dậm bật bật đánh bước chân trái về phải về dậm về dậm em bước chân phải thu về bước chân phải em về up hông trái hông phải hông trái và hông tay xoay em dừng đưa dáng về chọn tay xuống chống lên có cung up chỉ và giảm. Bây giờ thì mình sẽ đến với nhịp chậm. 5